các trường chuyên. Đó là giải toán biểu thức đại số. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái sai lầm thường mắc phải và cái hướng khắc phục để chúng ta có cái tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi. Thì trong quá trình nhiều năm kinh nghiệm dạy các bạn sinh lớp 9 cũng như là quá trình đi chấm thi vào lớp 10 thì thầy giáo thấy rằng là rất nhiều các bạn học sinh mắc phải những cái sai lầm trong cái giải toán này. Thì sai lầm thì có những bạn là sai lầm mất điểm thành phần, tức là quá trình làm không chặt chẽ, cũng như cũng có những bạn là đây là một trong những cái giải toán mà nó rất là nguy hiểm, bởi lẽ là hai ý. Thông thường là nếu như các bạn làm sai ở ý thứ nhất thì đương nhiên là ý thứ hai là cũng sẽ sai, dẫn đến là vừa mất thời gian không được một chút điểm nào. Đấy. Vậy thì do cái tính chất nó quan trọng và rất là hay sai, chính vì vậy chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất kỹ cái giải toán này. Đấy. Thì trong loạt video tiếp theo thì giáo sẽ tìm hiểu và giúp các bạn là khắc phục những cái sai lầm, khắc phục những cái sai lầm để chúng ta tự tin bước vào kỳ thi, chinh phục kỳ thi vào lớp 10. Thì cái dạng đầu tiên thì nó cũng giới thiệu với các bạn đó là điều kiện xác định và những sai lầm. Thì đây là một trong những cái mà chúng ta cần phải quan tâm đến, bởi lẽ là những cái biểu thức liên quan đến giá trị thì nó phải có điều kiện, phải đủ điều kiện chúng ta mới có thể biến đổi, chúng ta mới tính toán được. Do đó là chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái phần điều kiện xác định và những cái sai lầm các bạn hay mắc phải. Thì đầu tiên chúng ta nhắc lại các cái dạng mà chúng ta đi tìm điều kiện xác định. Thì cái dạng thứ nhất đó là dạng A trên B. Thì để cái biểu thức này có nghĩa, thì điều kiện là mẫu phải khác không. Đấy. Mẫu phải khác không. Và biểu thức thứ hai là dạng căn A, căn thức bậc hai của A. Thì để cái biểu thức này có nghĩa thì điều kiện là A lớn hơn hoặc bằng không. Đây là cái rất là căn bản, tất cả các bạn đều nhớ, nhưng mà chúng ta không chú ý một chút chúng ta sẽ để mắc sai lầm ngay. Thế thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu những cái sai lầm mà các bạn hay vướng phải trong quá trình thì làm các bài thi. Thì để tìm hiểu những cái sai lầm này, chúng ta tìm hiểu bài thi của một bạn trong đợt chấm thi năm ngoái. Thì có một cái bài mà bạn ấy giải thì nguyên văn của cái bài toán thầy giáo sẽ gửi lại các bạn trong video này. Thì nội dung bài toán như sau là cho biểu thức p bằng căn x cộng 2 trên căn x trừ 2 trừ đi căn x trừ 2 trên căn x cộng 2 trừ 6 căn x cộng 4 trên x trừ 4. Còn hai ý thứ nhất là rút gọn biểu thức p, và ý thứ hai là tìm x để 4p bằng căn x. Thì đây là một biểu thức khá là căn bản. Thì đa số trong quá trình ôn luyện thì các thầy cô được đã đâu đó đã cho chúng ta làm bài tập này rồi. Tuy nhiên trong quá trình thi, bạn Tèo bạn ấy giải như sau. Ý thứ nhất là bạn ấy rút gọn p bằng, thì ta thấy rằng là bạn ấy thấy rằng là x trừ 4 chính là mẫu chung. Khi phân tích là x trừ 4 chính là bằng căn x trừ 4 nhân căn x trừ 2 căn x cộng 2. Vậy bạn ấy tiến hành quy đầu thì cái phân tích thứ nhất này bạn nhân cả từ và mẫu với căn x cộng 2 thì ta được là căn x cộng 2 bình phương trên căn x trừ 2 căn x cộng 2 trừ đi thì nhân cả từ và mẫu của biểu thức này với căn x trừ 2 ta được là căn x trừ 2 trên căn x
trừ đi mở ngoặc 6 căn x cộng 4. Thì lưu ý điểm này là một cái sai lầm rất nhiều bạn mắc phải dẫn đến là mất điểm hoàn toàn. Thì cái sai lầm này thì giáo sẽ gửi đến các bạn trong các video tiếp theo. Thì khai triển căn x cộng 2 bình phương thì đây là hằng thức thứ nhất, người ta có kết quả là x cộng 4 căn x cộng 4. Căn x trừ 2 chính là x trừ 4 căn x cộng 4, cái phá ngoặc người ta được là x cộng 4 căn x trừ 4 và trừ 6 căn x trừ 6 căn x trừ 4 trên căn x trừ 2 căn x cộng 2. Và sau khi thu gọn x trừ x hết, 4 căn x cộng 4 căn x là 8 căn x trừ 6 căn x bằng 2 căn x. 4 trừ 4 hết trừ 4 trên căn x trừ 2 căn x cộng 2. Và bạn đặt 2 ra ngoài trong bằng căn x trừ 2 trên căn x trừ 2 thì số x căn x cộng 2. Và rút gọn đi căn x trừ 2 thì bạn ấy rút thì bạn ấy đưa ra được cái kết quả p bằng 2 trừ căn x cộng 2. Và sau đó bạn ấy sử dụng cái kết quả này để bạn ấy làm bài ý thứ hai. Thì theo bài ra ta có là 4p bằng căn x, 4p bằng căn x mà p bằng 2 trên căn x cộng 2, tức là 4 nhân với 2 trên căn x cộng 2 bằng căn x. Thì nhân chéo ta được là căn x thừa số cho căn x cộng 2 bằng 8. Thì sau khi khai triển ta được phương trình là x cộng 2 nhân x trừ 8 bằng 0. Thì đến đây cũng một số bạn là các bạn có thể đặt ẩn phụ là căn x bằng p để chúng ta giải ra. Tuy nhiên ở đây bạn Tèo bạn ấy là sử dụng cái kiến thức khá là căn bản, đó là bạn phân tích đa thức thành nhân tử thì cho ta kết quả là căn x trừ 2 thừa số được căn x cộng 2 bằng 0. Ở đây là phương trình tích, do đó là chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là căn x trừ 2 bằng 0, trường hợp thứ hai là căn x cộng 4 bằng 0. Từ đây suy ra là căn x bằng 2 và căn x bằng âm 4. Thì cái phương trình thứ hai này là căn x bằng âm 4 là vô nghĩa, vì là căn x lớn hơn hoặc bằng 0, âm 4 thì ăn 0. Thì đây bạn ấy suy ra là x bằng 4 và bạn ấy kết luận là x bằng 4. Vậy thì cái quá trình làm của bạn thì chúng ta thấy rằng là hoàn toàn là chính xác ở các cái bước lớn rút gọn, hoàn toàn là chính xác. Và khi giải phương trình này, khi biểu thức này là chính xác rồi thì ta thấy là những cách giải này cũng hoàn toàn là chính xác. Vậy thì sai lầm ở đâu? Đấy. Vậy thì sai lầm ở đâu mà chúng ta lại mất điểm trong cái bài toán này? Thì bài toán này hai điểm thì chúng ta sẽ xem ta sẽ mất điểm như thế nào. Đấy. Vậy thì khi chúng ta thấy rằng là x bằng 4, chúng ta thay ngược lại biểu thức thì ta thấy ngay là cái biểu thức cuối cùng này 4 trừ 4 bằng 0. Đấy. Như vậy là mẫu bằng 0 rồi. Mẫu bằng 0 thì cái giá trị này là không hợp lệ rồi. Đấy. Cái giá trị này không hợp lệ. Vậy thì tại sao lại bạn ấy lại có thể kết luận là x bằng 4 thỏa mãn? Cái lý do là cái sai lầm thứ nhất đấy. Sai lầm thứ nhất là biểu thức người ta cho chưa có điều kiện. Đấy. Nếu sai lầm đó là sai lầm thứ nhất, bạn chưa tìm điều kiện xác định. Tìm điều kiện xác định. Đấy. Như vậy là cái sai lầm thứ nhất là đề bài chưa cho điều kiện xác định, nhưng bạn lại không tìm được cái chân, dẫn đến một điều là bạn ấy kết luận sai. Và cái sai lầm tiếp theo đó là bạn không thử lại kết quả mà vội vàng kết luận. Đây là
khắc phục là gì? Đã sang phần 3 rồi. Khắc phục. Thứ khắc phục. Thì để khắc phục vấn đề này thì các bạn lưu ý một điều là chúng ta luôn luôn là lấy điều kiện xác định là cái yêu cầu cái ta chú ý đầu tiên khi chúng ta làm cái bài tập này, và để ý thấy rằng là nếu đề bài cho mình mà chưa cho chúng ta cái điều kiện của x thì chúng ta phải đi tìm điều kiện xác định. Nếu đề bài chưa cho điều kiện xác định thì ta phải làm điều kiện xác định, ta tìm điều kiện xác định trước rồi mới đi thực hiện các yêu cầu đề bài. Các cái yêu cầu bài toán nhé. Nếu như biểu thức ở đây chưa có điều kiện xác định, ta phải đi tìm điều kiện xác định của nó. Và cái thứ hai là sau khi tìm ra cái giá trị của x này thì chúng ta phải so sánh với điều kiện xác định. Ta phải so sánh cái nghiệm tìm được với điều kiện xác định. Thì xem cái nghiệm nào nó thỏa mãn, nghiệm nào thỏa mãn và nghiệm nào không thỏa mãn thì chúng ta phải loại, phải chỉ nhận những cái nghiệm nào thỏa mãn thôi. Đấy. Vậy thì sau khi chúng ta đã tìm hiểu kỹ về cái vấn đề liên quan đến điều kiện xác định thì ta sẽ sửa cho ta sẽ bổ sung cho cái bài của bạn Tèo hoàn thiện và có thể được điểm tuyệt đối. Đó là đầu tiên là trước khi đi rút quần này thì bạn phải tìm điều kiện xác định. Phải tìm điều kiện xác định. Thì điều kiện xác định trong biểu thức này là thứ nhất là x nằm trong căn. X nằm trong căn. Vậy thì điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0. Và cái thứ hai đó là các cái mẫu này phải khác 0. Thì ta thấy rằng là căn x trừ 2 khác 0 thì x khác 4, x khác 4, x trừ 4 khác 0, x khác 4. Đương nhiên là căn x trừ 2 là luôn luôn là lớn hơn 0 với mọi mẫu. Một số bạn lại cho rằng là căn x khác âm 2 là suy ra x khác âm 4, thì đó là cái sai lầm trong cái dạng toán tìm điều kiện xác định. Vậy thì ở đây x đã lớn hơn hoặc bằng 0 rồi thì điều kiện tiếp theo là x khác 1. Và bạn Tèo thiếu cái này là bạn Tèo là bị trừ mất 0,25 điểm. Bạn Tèo là bị trừ mất 0,25 điểm. Và chúng ta cần bổ sung cái tiếp theo. Và khi tìm ra x bằng 4 rồi, tìm ra x bằng 4 thì chúng ta soi lại điều kiện xác định ở đây là điều kiện x phải khác 4. Như vậy cái x bằng 4 này là không thỏa mãn mà chúng ta phải loại nó đi, vì là điều kiện là x phải khác 4. Chính vì vậy mà chúng ta phải kết luận rằng không có giá trị của x thỏa mãn. Và theo thang điểm thì bạn Tèo cái kết luận này trừ tiếp 0,25. Như vậy là dù là làm chính xác tương đối cái bài toán này một cách mạch lạc, nhưng do sơ suất của chúng ta trừ mất 0,25 à 0,5 điểm. Mà trong các kỳ thi, đặc biệt là sự cạnh tranh cao về điểm số trong các cái trường chuyên, thi vào các trường chuyên thì sự chênh lệch giữa đậu và trượt nó chỉ trong 0,1 hoặc 0,2 điểm. Do đó là 0,5 điểm là rất
rất là quý. Vậy thì hy vọng là trong video này thầy giáo này đã khắc phục cho chúng ta những cái sai lầm thứ nhất trong cái dạng toán này, đó là sai lầm về điều kiện xác định. Hy vọng là những video của thầy sẽ giúp ích các bạn tự tin hơn trong kỳ thi rất quan trọng của mình, đó là kỳ thi vào lớp 10. Các em hãy đăng ký kênh, chia sẻ và để ủng hộ thầy ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các em.